Sáng thức dậy bạn mở Facebook lên liền đúng không? Có notification là bạn bấm không coi liền đúng không? Rồi lâu lâu bạn check coi có ai comment, có ai like, có ai share cái gì của bạn đúng không? Đó là một căn bệnh tâm lý. Seeking validation hay dịch ra tiếng Việt là tìm kiếm sự công nhận của người khác. Và đó là nội dung của cái clip ngày hôm nay. Đây là một clip tâm lý cho nên sẽ rất ít người coi. Thì vậy cứ mỗi lần mà nói tâm lý thì mọi người: trời ơi, đâu có liên quan gì tới tôi đâu có bị chuyện này đâu. Chưa kể, ủa ca leo, anh vừa mới nói hình như nghe nó giống nghiện Facebook hơn đó anh. À không, nghiện Facebook là một chuyện. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ đối mặt với cái trạng thái tâm lý của con người, tất cả mọi người trên trái đất này luôn. Đó là seeking validation, khao khát sự công nhận của người khác. Và cái chuyện này á, nó cũng là một trong những nguyên nhân làm cho chúng ta thấy ở YouTube Việt Nam hay là các kênh truyền thông của chúng ta đầy nghẹt những cái clip nhảm nhí của cái đám giả chó, những thử thách nằm trong hòm, những cái thứ mà giang hồ mạng tàm xàm ba láp, hay là những cái trend mà như chủ tịch giả nghèo và cái kết. Nói chung là những cái thứ mà giấm giới chúng ta thấy trên mạng, đó chính là một phần đến từ cái chuyện seeking validation, của cái sự khao khát sự công nhận của người khác. Nó như thế nào mà anh Leo lại nói như vậy? Coi clip rồi sẽ hiểu. Thật ra cái chuyện mà tìm kiếm sự công nhận của người khác là một chuyện bản năng của con người. Hồi nhỏ chúng ta khi mới bắt đầu nhận thức về xã hội này, chúng ta đã làm điều đó rồi. Mẹ, con mặc áo này đẹp không mẹ? Ba, con được 10 điểm nè. Được đó con. Yay. Đó chính là cái nhu cầu bản năng của con người. Ai cũng muốn được công nhận hết. Bởi vì con người là một sinh vật của xã hội. Chúng ta sống là ở trong tập thể. Không có ai muốn mà sống mà một mình ở trong rừng, trong núi hết. Ngay cả những người mà kiểu mà sống trong rừng, trong núi cũng cần phải có ai đó ở chung. Hoặc là cũng phải đi ra thị trấn mua đồ, mua đạc. Chứ sống mình không thể nào sống được hết. Mấy đứa mà theo kiểu: thôi em ơi, đi trốn với anh, rồi hai đứa mình cùng về, rồi cùng bán chanh hay là cái gì đó. Mấy cái đó cũng phải có người bán chanh tụi bé mới mua được chứ. Rồi hai đứa cũng phải đi trốn chứ, đi trốn một mình nó buồn, nó chán lắm. Ok, chúng ta luôn cần phải có ai đó. Và khi chúng ta ở chung mà trong một cái xã hội, thì nếu cái xã hội đó, nếu cái cộng đồng đó công nhận chúng ta sẽ cảm thấy đã hơn rất nhiều so với cái chuyện ở trong một cái chỗ mà không có ai thèm quan tâm tới mình. Mình đi đâu, mình làm gì, không ai thèm ngó tới mình một cái luôn. Bị gạt ra bên ngoài xã hội nó buồn lắm. Thì chuyện này á, nó xuất phát từ cái hồi xưa, từ lúc mà chúng ta là con người còn sống ở trong những bộ lạc săn bắt hái lượm á. Trong cái xã hội đó, ai cũng có một cái phần nào đó, một cái tác dụng gì đó. Chứ nếu mà cái đứa mà ở trong đó mà không được nguyên cái bộ lạc công nhận á, thì nó sẽ chỉ còn có đối diện với cái chuyện diệt vong mà thôi. Tại vì mẹ ở này mà làm được gì hết, có biết để đi mà biến ra ngoài là chỉ có bị thú vô ăn thịt thôi. Cho nên con người chúng ta bây giờ nhu cầu được công nhận, được người khác: ok, anh giỏi, anh hay, anh là một phần của xã hội, anh xịn lắm, tụi tôi cần anh. Đó là một cái cảm giác mà ai cũng muốn có hết. Cho nên cái chuyện mà seeking validation, khát khao được công nhận là chuyện bình thường. Tuy nhiên, khi chúng ta quyết định những thứ liên quan tới cuộc đời của chúng ta, mà cái ý kiến, cái mà chúng ta cảm thấy thích hợp nhất cho chúng ta, mà chúng ta kèm nó bỏ qua một bên, chúng ta chỉ quan tâm tới chuyện người khác nghĩ gì, chúng ta chỉ quan tâm tới lời người khác nói. Tao mặc áo này được không mày? Gớm hả? Nhưng mà áo này tao thấy đẹp, gớm hả? Thôi vậy để tao bỏ nó, tao mặc cái đồ dễ kia. Ê, tao mua cái nhà đó, đẹp lắm mày. Vậy khu nhà nó bán được nhiêu hả? Nhưng mà tao thích ở chỗ đó, nhưng mà tụi bé không thích hả? Thôi để tao bán đó. Đó là vấn đề. Khi cái chuyện bạn cảm thấy mình là người như thế nào, mình thích cái gì, nó không quan trọng bằng cái chuyện người khác cảm thấy bạn là người như thế nào và người khác thích cái gì, mà bạn lại chạy theo người ta. Ok, tao sẽ làm những điều tụi bay cảm thấy thích, bởi vì như vậy tao mới cảm thấy tao được công nhận. Thì đó là lúc bạn đang mắc căn bệnh chạy theo số đông. Hay nói một cách khác, đó chính là cái khát khao muốn được người khác công nhận, dẫn tới cái chuyện là bạn đi ngược lại mọi thứ mà lẽ ra bạn cần phải làm với cái khả năng của bạn, với cái ý thích của bạn, mà bạn chỉ làm những gì người khác muốn bạn làm thôi, để được cảm thấy rằng mình là một phần của xã hội. Thì đó chính là căn bệnh mà tôi muốn nói tới trong clip này.
Tuy nhiên, nếu những gì bạn đang làm, cái cách bạn đang sống, nó lại đến từ cái chuyện rằng mình làm cái này có được nhiều like, nhiều view, nhiều comment, có được nhiều người ủng hộ hay không, mà không đến từ cái chuyện là mình có thực sự thích cái chuyện này hay không, mình có muốn làm điều này hay không, thì đó chính là dấu hiệu của cái chuyện bạn đang khát khao được sự công nhận nhiều tới mức bạn bỏ qua bản thân mình. Bạn chỉ có chạy theo số đông mà thôi. Đó là một căn bệnh đó bạn ạ. Và căn bệnh này nó rõ ràng nhất á, là nó thể hiện qua mạng xã hội, qua Facebook, qua YouTube, qua TikTok. Bạn rất dễ thấy những cái trend. Có nhiều người á, người ta làm theo những cái trend là bởi vì cái đó nó giúp cho người ta có được nhiều view, chứ không phải là bởi vì người ta muốn làm nó. Và bạn cũng vậy, bạn cũng post những cái thứ ở trên Facebook của bạn là bởi vì bạn biết đây là những cái thứ sẽ kiếm được nhiều tương tác nhất, chứ không phải là thực sự bạn thích post nó. Tôi biết, bởi vì tôi có những người bạn như vậy. Tôi có một cô bạn, cô đó ở trên Facebook có cô xe gì không, thậm chí không có xe gì luôn á, nhưng mà qua nhà cổ thì cô cho tôi coi những cái ban nhạc hát rất hay, rất lạ. Tôi không hề biết tới sự tồn tại của những người đó cho tới khi cổ bật lên cho tôi coi. Tôi mới hỏi cô, ủa sao mấy này em không có xe cho người khác coi, xe trên Facebook để người ta coi? Cái cổ nói có xe, nhưng mà hồi đó xe xong muốn thấy ai like, nghe comment nó, cho nên em dẹp luôn. Giờ rồi rốt cuộc em xe mấy cái này làm gì? Dạ, tại mấy này được like nhiều hơn. Ủa sao kỳ vậy? Rốt cuộc cái Facebook của mình là căn nhà của mình ở trên mạng, nó là một phần thể hiện con người của mình. Thì con người của mình ở ngoài với ở trong, tại sao nó lại có cái khác với nhau đến như vậy? Tại sao mình không làm những thứ mình thích mà mình lại chỉ post những thứ mà người ta sẽ tương tác thôi? Sao vậy? Sao vậy? Đó chính là seeking validation, khát khao được công nhận của số đông. Đặc biệt là bởi vì ở cái xã hội của chúng ta, nếu mà bạn nói nhiều về drama, bạn sẽ được nhiều người vô phân tích này nọ loại chạy hơn. Còn nếu mà bạn nói về một clip kiến thức chẳng hạn, như là cái clip mà tôi vừa mới làm á, review một cuốn sách á, ai cũng nói hay lắm anh ơi, nhưng mà bấm vô view thấy thấp chủng, mà là tôi biết các bạn có thật sự thích nó hay không. Tại vì ngay cả những người coi cái đó xong nói em xe không ai coi hết anh ơi, ra em cũng có xe. Nhưng bạn có thích nó không? Nếu bạn thích nó thì tại sao bạn phải để tâm tới những gì người khác này? Chuyện khao khát được công nhận này á, thì mỗi người sẽ có một mức độ khác nhau. Bình thường thì sẽ theo kiểu ok, tao mặc cái áo này không phù hợp hả? Vậy để tao đổi cái áo khác đi mặc cho giống tụi bay. Cái món đó tao cũng không thích lắm, nhưng mà ok, tụi bay thích thì tao cũng đi ăn. Thì thật ra nó cũng không có tới nỗi nào. Nhưng nếu mà lúc nào bạn chuẩn bị làm cái gì đó, bạn cũng tự hỏi bản thân và bạn ngăn bạn lại theo kiểu mặc cái áo này rồi đi với tụi nó, nhìn thấy gớm quá, chắc xấu mặt tụi bạn mình. Ôi cái quán cá kèo đó mình không có thích ăn, nhưng mà thôi bạn mình nó thích. Mặc dù từ trước tới giờ tụi nó không bao giờ quan tâm tới cái chuyện mình thích cái gì hết, nhưng mà thôi để chơi với tụi nó thì mình cũng chịu khó ăn cái kẹo đi. Thì có nghĩa là bạn đang đặt người khác lên trên bạn quá nhiều. Bạn đang vì sự công nhận của người khác mà bỏ luôn đi cả những gì bạn đang thực sự nghĩ. Nó là một trạng thái rất là tồi tệ, bởi vì lâu dần nó sẽ dẫn tới chuyện là bạn bị âu lo. Lúc nào á, bạn cũng lo rằng cái mình đang làm, quyết định của mình không được người khác chấp nhận. Lúc nào bạn cũng sẽ cảm thấy người sống ở trong cái trạng thái mà tuyệt vọng. Tại vì hình như cái gì mình làm cũng không ai ưa hết trơn hết á. Cái chuyện gì mà mình chọn á, cũng bị người khác chê cười hết. Và bạn sẽ không bao giờ có được cái sự tự tin, mà bạn luôn tự ti rằng trong nhóm bạn của bạn, bạn là kẻ bỏ đi. Cái cách duy nhất để bạn không phải là một người bỏ đi là bạn sẵn sàng làm hài lòng mọi người, ngay cả khi bạn đi ngược lại cả những cái yêu thích của bạn, bạn đi ngược lại cả cái con người của bạn chỉ để làm hài lòng người khác thôi. Thì đó là cái trạng thái tồi tệ của chuyện luôn tìm kiếm sự công nhận của người khác. Và đừng bước vào chuyện đó. Tại vì thực sự chúng ta sống trong một xã hội thì cũng có những tiêu chuẩn nhất định. Chúng ta không nên ở truồng đi ra ngoài đường. Nên nếu mà bạn chơi với một đám bạn mà nó không bao giờ quan tâm tới chuyện bạn thích gì, bạn muốn gì, mà bạn phải nghe lời tụi nó liên tục, thì có nghĩa là đó không phải là bạn của bạn, mà nó chỉ coi bạn là kẻ hầu người hạ mà thôi. Chuyện tương tự xảy ra với cái mạng xã hội của bạn. Tại sao bạn phải post những cái thứ mà cái nhóm bạn online của bạn nó thích bấm like? Tại sao bạn không post những thứ bạn thích và kiếm những cộng đồng người thích cái thứ giống bạn? Chẳng hạn như tôi có cái cộng đồng là Lớn Lên Nào ở trên Facebook. Ở trong đó tụi tôi chia sẻ tri thức, và những người mà cùng suy nghĩ, thích những thứ về history, về tâm lý thì vô trong đó gặp nhau. Họ sẽ like những thứ bạn thích, họ sẽ thích những thứ bạn thích, bởi vì đó là cộng đồng của tôi, cộng đồng những người yêu mến tri thức. Bạn có thể vô đó, chứ không nhất thiết bạn phải chơi với những người ok được người khác công nhận thì bạn mới cảm thấy mình cũng ok lắm chứ bộ, cũng có người thích mình, mà thực sự là mình cũng không thích cái thứ đó. Đừng như vậy, hiểu chưa? Thực sự chuyện này tôi thấy rất là nhiều. Khi mà những bạn mà bạn share những cái clip của tôi thì bạn hay nói là em share clip của anh không ai like hết.
bạn em thì nói mày hết chuyện đi xem clip của thằng phản động, mà hỏi phản động chỗ nào thì đám đó cũng chỉ nghe nói mà thôi. Em tức lắm, em buồn lắm, nhưng mà em không làm gì hết. Bấm share em cũng không bấm share luôn, bấm subscribe cũng không bấm luôn, và donate em cũng không có donate luôn. Anh nghe anh cũng thấy buồn dễ sợ luôn đó, nhưng mà thôi, cái đó là quyết định của em. Anh chỉ muốn nói với em là em thích gì em hãy làm nó đi, tại vì cái Facebook của em là của em. Em post ra đâu cái thứ em thích, hay là em post cái thứ mà người ta thích chỉ để người ta thích em, vì những thứ họ thích cũng là những thứ em cũng giả bộ thích. Đừng như vậy, buồn lắm em. Cuộc đời như vậy chán lắm, thiệt. Và biết không, những người nổi tiếng chính là những người chán nhất á. Thì tôi cũng đã có làm cái clip nói về người nổi tiếng thực sự rất là khổ. Và các bạn biết không, những gì mà họ nói trên Facebook á là có người quản lý nói, chứ họ thực ra họ có cái Facebook riêng. Họ nói những thứ mà họ chỉ để friends only thôi, chứ họ cũng không dám để public nữa. Tại vì á, khổ dễ sợ luôn. Cái thứ họ thích, họ sợ là fan của họ không thích. Cái điều họ muốn nói, họ sợ fan của họ không thích nghe. Giống như hồi dịch đó, cái cô nào cổ nói á là người này khổ, người kia khổ, trong dịch tôi thấy vậy đó. Mà có mấy đứa mất dạy nó vô nó chửi, chửi cái cục sợ quá. Cô xóa nguyên cái status đó luôn. Xong cổ phải xin lỗi cái đám mà nói là fan của cổ. Cái tội nghiệp không? Người nổi tiếng khổ lắm mấy bạn. Và đó là lý do vì sao làm người nổi tiếng hay dính cái bệnh này. Seeking approval, cố gắng đạt được sự công nhận của một cái công chúng bự, mà công chúng đó thì chỉ nhìn thấy là ok, cô này cô hát hay, em thích cô hát, cho nên cô không có được nói gì hết. Hát hát lo hát đi, đừng có mở miệng nói gì về cuộc sống, về cuộc đời với trên, mày lo hát đi nghe chưa. Thì rất là tội nghiệp những người đó. Anh Leo, nghe thì hay đó, em chuẩn bị bấm share với bấm donate cho anh rồi đó. Nhưng anh ơi, hình như anh có quên một cái vấn đề. Đó là anh nói về cái vụ mà seeking validation với lại tìm kiếm cái sự chấp nhận này nè. Nó liên quan tới cái chuyện là tại sao YouTube ở Việt Nam có quá nhiều những thằng giang hồ mạng, những thằng làm những clip chó, rồi clip chủ tịch gì đó. Ủa tại sao nó lại như vậy, anh giải thích chưa? Anh chưa giải thích thì phải. Để tôi giải thích. Các bạn biết không, chúng ta có cái tháp Maslow, nhu cầu của con người. Cái nhu cầu ở tầng thấp nhất á, đó là những nhu cầu cơ bản, ăn, ngủ, ái, ỉa, ù. Sau đó tới nhu cầu được đảm bảo, đó là có nhà ở, có tiền khi mà kiếm tiền, đi làm kiếm tiền. Rồi nhu cầu được hòa hợp, đó là nhu cầu của cha mẹ, của bạn bè, những cái mối quan hệ, có sự yêu thương. Rồi sau đó tới những nhu cầu ở phía trên, đó là nhu cầu được khẳng định mình, được xã hội công nhận rằng mình là một người đáng giá, giá trị trong xã hội. Và xã hội này là một xã hội không có ưa tri thức. Xã hội này là một xã hội mê kim tiền, nổi tiếng bất chấp tri thức. Các bạn chỉ cần nhìn lên trên báo là các bạn thấy bao nhiêu bài báo về những cái váy, những cái xe, bao nhiêu bài báo về những người làm tri thức và bị nhục mạ, những cái cuộc thi hoa hậu được tặng bao nhiêu tiền, những cái cuộc thi về tri thức được tặng bao nhiêu tiền, và những kẻ giang hồ mạng, những YouTuber làm những cái clip giả chó nằm trong hòm 24 giờ, những đứa đó nó rất tội nghiệp. Tại vì những cái bậc thang ở phía dưới, những cái nhu cầu căn bản, những cái cha mẹ yêu thương, những cái tri thức nó thiếu, dẫn tới là nó nhảy một băm một cái ngay tới cái bước là tôi muốn được xã hội công nhận. Nhưng do thiếu tri thức, thiếu những cái bậc thang ở phía dưới, dẫn tới cái suy nghĩ nó méo mó và nó không có cái gì để mà nó chứng minh hết. Cho nên những cái clip mà của những cái YouTuber kiểu như vậy, nó làm ở những cái thứ mà nhảm nhí nhất, dễ nhất. Ăn 100 cái xúc xích giả chó 24 giờ, nằm trong quan tài 3-4 ngày. Tại vì mấy cái đó nó không có đòi hỏi phải suy nghĩ một cái gì cả. Nó chỉ đơn giản là làm những cái trò nhảm nhí copy từ cái đám khác, cũng nhảm nhí không kém thôi. Và những cái thằng mà giang hồ mạng, cái đám đó nó làm gì có tri thức. Nhưng nó lại kéo được một đám đông đi theo, là bởi vì nó thấy mấy anh này hả, có nhiều view, nhiều like quá. Và chính những cái tác động qua lại của cái xã hội và của những cái đứa như vậy, nó dẫn tới những cái trend kiểu như vậy, những cái YouTuber kiểu như vậy, nó ngày một nhiều hơn nữa. Cũng chỉ đơn giản là bởi vì xã hội này nó quan trọng là tiền, sự nổi tiếng, chứ không phải là tri thức. Đơn giản như vậy thôi. Cái nhu cầu muốn khẳng định bản thân, cái nhu cầu được người khác chấp nhận mà thiếu đi những cái tầng tri thức cơ bản ở trong cái tháp Maslow, nó dẫn tới cái đó đó mấy bạn. Đây là vấn đề của xã hội, của các nhà quản lý đất nước, vì nó nằm ở giáo dục. Cho nên tôi cũng chỉ có thể nói ra như vậy, tôi không biết giải quyết cách nào ở trên đó. Tại tôi không phải bộ trưởng giáo dục, tôi cũng không có nắm ngân sách gì trong tay, tôi cũng không được trả lương để làm chuyện đó nữa. Cho nên đừng có nói anh giải quyết đi. Không, anh không có quyền lực gì đây hết trơn hết đó. Cách duy nhất anh có thể làm là làm những cái clip tri thức kiểu như vậy. Và hy vọng rằng những người hiểu được những điều anh nói, trân trọng được những điều anh làm, chia sẻ nó, bất kể người khác nghĩ gì về chuyện đó, và donate cho những cái nỗ lực của anh, trân trọng những việc anh đang làm. Vậy thôi. Chứ nếu mà các bạn không coi clip này, các bạn cũng đâu biết đúng không? Các bạn cũng không biết là cái hành động của mình đang làm nó sẽ làm cho mình bị lo âu, bị depressed, bị tự ti như thế nào đúng không?
Vậy thì các bạn hãy làm những điều cần phải làm đi. Còn tôi thì nghĩ đã đến lúc chúng ta chia tay ở đây rồi. Hẹn gặp trong những clip khác nhé. Những clip tuyệt vời về tri thức, về tâm lý học. Bye bye.